Vừa qua, tại Hà Nội, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Năm 2022, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và khó lường, thiếu hụt nguồn cung, tỷ lệ ngoại tệ tăng và chi phí vận chuyển ở mức cao. Trong bối cảnh khó khăn chung, Tổng Công ty luôn đảm bảo ổn định sản xuất. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều vượt kế hoạch được giao, với tổng doanh thu ước đạt 26.826 tỷ đồng, đạt 105,4% kế hoạch, nộp ngân sách ước đạt 13.775 tỷ đồng. Dự báo năm 2023 còn nhiều thách thức, Tổng Công ty sẽ tiếp tục đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách quốc gia, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Năm 2023, Vinataba đặt mục tiêu doanh thu đạt trên 27.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 13.000 tỷ đồng.